Và bên phía khách mời, tôi xin trân trọng kính mời ông Phan Ngọc Bắc lên đại diện cho bên khách mời lên cùng cắt bánh buổi sinh nhật ngày hôm nay với Trung Tâm. Xin trân trọng kính mời ông ạ. Dạ vâng, và phía hội viên xin trân trọng kính mời bà Cao Thị Dung lên thay mặt cho tất cả các hội viên lên cùng cắt bánh và khai tiệc trong chương buổi sinh nhật ngày hôm nay. Xin trân trọng kính mời bà. Chúc mừng sinh nhật đó ạ. Dạ vâng. Tất